Hello, em xin chào buổi sáng cả nhà. Cuối tuần cả nhà có đi đâu chơi không? Còn riêng em thì cuối tuần em cũng quay quần ở bên cái vườn bông cũng như mọi ngày. Thì nhân dịp sáng chủ nhật cuối tuần hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến cả nhà cây bông trang Tàu Thái Lai lá trung màu vàng, mà đặc biệt là hôm nay là ảnh đã bung cánh rồi á. Clip trước đó là em có quay giới thiệu đến cả nhà cái cây đột biến, thì hôm nay ảnh bung cánh rồi nè. Cả nhà xem nè, cái cánh hoa màu đỏ ảnh nở trên cùng một cái bông luôn nha cả nhà. Đấy, ảnh đột biến đấy. Này em quay các góc độ cho cả nhà xem.